top 3 cô vợ khó chiều của Kim So Hyun, Seo Jae Ji hay Kim Ji Won sành điệu hơn. Kim So Hyun hiện là tài tử đắt giá nhất màn ảnh xứ Hàn. Jun Ji Hyun, Seo Jae Ji, Kim Ji Won được một phim Hàn bình chọn là những người vợ khó chiều nhất của Kim So Hyun trên màn ảnh. Loạt mỹ nhân tài sắc ghi điểm trong các dự án phim đình đám It's Okay to Not Be Okay, Queen of Tears, My Love from the Star, nhiều gu thời trang thời thượng. Mới đây nhất, Kim So Hyun sánh đôi cùng Kim Ji Won trong bom tấn truyền hình Nữ hoàng nước mắt. Kim Ji Won thể hiện tròn trịa hình ảnh nữ vương gia trưởng, nội tâm nhiều góc khuất qua lăng kính thời trang. Chỉ trong 8 tập phim, nữ chính đã lăng xê 82 tạo hình đến từ các nhà mốt xa xỉ Alexander McQueen, Bowman, Valentino. Tâm trạng càng tệ, màu sắc trang phục càng loè loẹt. Kim Ji Won chia sẻ, nữ chính Hae-in bùng nổ vì rùa với sắc đỏ hồng rực rỡ trong những ngày khó ở. Người thừa kế Queen Group đưa thời trang công sở lên tầm cao mới với loạt âu phục thiết kế tinh xảo vừa vặn, khi chất kiêu ngạo cùng phục trang ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn. Trước đó, năm 2020, Kim So Hyun cũng để lại nhiều ấn tượng trong dự án phim truyền hình lãng mạn giả tưởng Điên thì có sao. Nam diễn viên vào vai chàng điều dưỡng Moon Gang-tae rơi vào lưới tình với nữ tác giả truyện thiếu nhi Go Moon Young. Nữ chính Seo Jae Ji nhận về cơn mưa lời khen nhờ việc khắc họa thành công nội tâm phức tạp của nhân vật thông qua thời trang. Nữ diễn viên biến mọi khung hình trở thành sàn catwalk với phục trang cường điệu, thể hiện tính cách ma mị lập dị của người phụ nữ tìm đầy vết xước. Nữ chính mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Seo Jae Ji lựa chọn phục trang rực rỡ kết hợp phụ kiện tinh xảo nhằm khéo léo thể hiện nhân cách này của nhân vật. Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến cặp đôi mợ chảnh cụ giáo trong Vì Sao Lên Tới. Kim So Hyun cùng Jun Ji Hyun tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Mợ chảnh trở thành biểu tượng thời trang của điện ảnh Hàn. Màu son số 52 của YSL được khán giả khắp châu Á săn lùng, ghi nhận lượt bán gia tăng đột biến trong thời gian phim lên sóng. Jun Ji Hyun hóa thân thành công vào vai diễn nữ minh tinh nổi tiếng K-Beast. Cô khiến khán giả choáng ngợp với khí chất kiêu ngạo trong trang phục của các nhà mốt xa xỉ từ Bowman, Chanel cho tới Dolce & Gabbana. Nhờ lợi thế chiều cao hơn 1m7 cùng thân hình mảnh mai, Jun Ji Hyun cân đẹp nhiều tạo hình với màu sắc và phong dáng khó mặc.